Giữa muôn vàn các dòng máy băm cò ở Việt Nam, tại sao máy băm cò 1T của công ty Bình Minh lại được khách hàng tin tưởng và sử dụng? Tất cả sẽ được bật mí ở trong video này. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Sở hữu một dòng máy băm cò có thể băm nhanh, băm nhỏ, đa dạng các loại nguyên liệu, tại sao không? Ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ giới thiệu tới quý vị một dòng sản phẩm đã và đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, đó chính là dòng máy băm cò 1T do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh trực tiếp chế tạo và sản xuất. Và máy có điểm gì nổi bật thì ngay bây giờ Ngọc Nga xin mời quý vị hãy nán lại một vài phút để cùng với Ngọc Nga theo dõi về chiếc máy này. Xin mời ạ. Và ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga có chuẩn bị nguyên liệu cò voi để chạy thử với máy băm cò 1T cho quý vị quan sát rõ ràng hơn về hoạt động của máy. Máy băm cỏ 1T có thể băm đa dạng các loại nguyên liệu như cỏ voi, thân cây ngô, thân cây sắn, làm thức ăn xanh trực tiếp cho vật nuôi hoặc đem đi ủ chua để làm nguồn thức ăn dự trữ lâu dài. Máy sử dụng động cơ từ 3 đến 3,5 kW, nguồn điện gia đình 220 V, thích hợp với tất cả các nông hộ. Máy có kiểu dáng hiện đại, khung máy được thiết kế vô cùng chắc chắn, giúp cho máy vận hành không bị rung lắc. Cùng bộ phận 4 bánh xe hỗ trợ tối đa cho việc di chuyển của máy để phù hợp với mọi không gian lắp đặt. Đặc biệt, máy được sản xuất trực tiếp tại công ty Bình Minh nên mọi linh phụ kiện của máy đều luôn sẵn có, sẵn sàng được thay thế khi cần thiết. Với cơ chế hộp số tự động, nguyên liệu sẽ được quả lô kẹp, kéo, đưa vào buồng băm cùng với bộ dao băm và búa đập giúp nguyên liệu được băm nhỏ. Và một ưu điểm của dòng máy này đó chính là hộp số điều chỉnh tốc độ của lô quấn cho ra thành phẩm to hay nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Máy được thiết kế hai cửa xả phía trên và phía dưới. Cửa xả phía trên có thể phun thành phẩm xa gần từ 1 đến 3 mét hoặc phun thẳng trực tiếp vào thùng xe cho quý vị. Khi đã băm nhỏ, thành phẩm sẽ được đẩy ra cửa xả kiểu ống cao 180cm. Cùng nắp cửa xả sẽ điều chỉnh gập lên gập xuống để điều chỉnh lượng thành phẩm xả ra ngoài hoặc xa tùy theo ý muốn của người sử dụng. Phần cửa xả cao có thể phun trực tiếp vào thùng xe. Phần cửa xả thấp có thể phun vào máng ăn cho vật nuôi. Máy băm cỏ 1T cho năng suất từ 800 đến 1 tấn trên 1 giờ. Và với năng suất như vậy, máy băm cỏ 1T là một sự lựa chọn lý tưởng đối với các trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ, gia đình. Một chiếc máy có thể hoạt động được tốt hay không thì buồng làm việc của máy chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng. Và ngay bây giờ, Ngọc Nga sẽ nhờ kỹ thuật viên mở buồng làm việc của máy cho quý vị cùng quan sát. Buồng băm với chức năng băm nhỏ nguyên liệu được thiết kế 6 dao to hai lưỡi dày dặn, sắc bén và 12 búa đập. Vâng, và trên tay Ngọc Nga đây chính là thành phẩm cỏ voi sau khi sử dụng với máy băm cỏ 1T. Như quý vị quan sát thấy, thành phẩm đã được băm đều, băm nhỏ, có kích thước từ 1 đến 3cm. Với thành phẩm này, quý vị có thể trực tiếp cho vật nuôi ăn ngay hoặc đem đi ủ chua. Vâng, và thông qua video vừa rồi, Ngọc Nga hy vọng đã giúp được quý vị có thể lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất với mình. Nếu quý vị còn có thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, hãy để lại bình luận ở dưới clip này hoặc gọi điện tới số hotline được hiển thị ở phía trên màn hình. Và nếu quý vị thấy video hay bổ ích, đừng tiếc một like gửi tặng cho Ngọc Nga để cổ vũ tinh thần cho Ngọc Nga mang thêm nhiều video hay và bổ ích khác đến cho quý vị. Ngọc Nga xin chúc quý vị chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ quý vị, bà con đến tham quan, mua và sử dụng các sản phẩm của công ty. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, công ty Bình Minh luôn tự hào mang đến những sản phẩm máy móc, nông công nghiệp tốt nhất cả nước.